làm gì vậy? Bước ra đây coi. Bước ra đây lẹ. Ngồi xuống. Trời ơi, cái niệm của người ta, của khách mà sao con làm gì kỳ, con ngồi lên vậy? Không dám của con đâu, cái niệm này là ba mới lấy về đang đem giao hàng cho người ta đó. Nằm lên dơ rồi sao giao? Cho cái gì đã đem giao cho khách mà cho con cái gì? Trời đất ơi, tôi cho giận luôn.